Hello anh, xin chào anh em đã quay của mình. Hôm nay lại là một cái clip tiếp tục về việc là bình luận trận đấu giữa ba đối thủ và 3 vs 1, một trận đấu solo 3 vs 1 giữa các thành viên trong clan của DGVN và DGVVK đúng không? Của máy chủ 12. Đó. Rồi giới thiệu qua về tương quan lực lượng thì như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì 3 vs 1 đó là Maddox, Lady Kiner và Hauser là một phe, trong đó là chúng ta có hai nhà 31 và một nhà 32. Lực chiến của Lady Kiner là 25,8 triệu, của Maddox là 23,4 triệu và của Hauser là 24,7 triệu. Trong khi người chơi solo một mình ở đây là Trọng Khang 2016 mà là 37 triệu. Đó, đây là một kèo có lẽ là gọi là không cân tài cân sức, nhưng mà mình thấy là Trọng Khang 2016 này đã chấp nhận solo 1v3 thì có lẽ là anh ta rất tự tin về khả năng chiến đấu của mình. Ok. Rồi bây giờ sẽ diễn ra cái kèo đấu 3 vs 1. Bắt đầu được diễn ra. 3 vs 1, 3 đối thủ đang tạo thành thế vòng cung và Trọng Khang thì đứng ở giữa. Trước tiên thì mình điểm qua về đội hình của hai bên. Trọng Khang thì sử dụng SH làm main, làm đam, làm gọi là tăng cơ, trong đó là vừa pháo Nga vừa pháo Mỹ và một con Pak. Hauser thì sử dụng là H của Liên Minh kèm thêm là hai pháo Nga. Liên Minh. Đó. Còn Lady Kiner cũng tương tự, cũng vậy. Ba đồng chí của phe đối diện thì đều là sử dụng H tự do cả, H của Liên Minh tự do cả. Đó. Và đều build bài hầu như là giống nhau. Đó. Có riêng Lady Kiner là build hình như là hai bắc, còn lại là Hauser và Maddox thì build là ba pháo. Maddox thì là hai pháo của Liên Minh tự do và một pháo Nga. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là ba người chơi này phối hợp như thế nào để đấu với Trọng Khang lực chiến 36 triệu. Đầu tiên là Maddox đã đưa H Liên Minh của mình ra làm tăng cơ. Trọng Khang đã đưa SH ra để đấu, để bắn pháo. Ôi. Đó. Tiếp theo là Hauser đưa H ra, nhưng mà con H của Hauser này lực đam không được nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nhà của Trọng Khang đang ở trong trạng thái đồn trú. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đang ở trong trạng thái tấn công. Thì khi mà một đơn vị mà tấn công xe tăng ở ngoài cái thì nhà nó sẽ target vào đơn vị đấy ngay. Ví dụ anh em vừa nhìn thấy trường hợp của Lady Kiner. Bây giờ là Hauser đã đưa pháo ra để cover. Anh em nhìn chiếc xe đấy. Nhá. Đưa pháo ra để cover. Ok, bây giờ là đến lượt Maddox. Maddox cũng đưa hết cả xe ra, xe tăng của Maddox giờ chỉ còn có 288k. Đó, pháo của Lady Kiner giờ chỉ còn có 449k, vừa bị dính một tên. Đấy, tiếp tục là đến Trọng Khang chơi SH làm main tăng, làm tăng cơ. Đấy. Rồi. Ôi giời, Maddox đưa pháo ra sớm quá. Maddox đưa pháo ra sớm quá bởi vì bởi vì là hiện tại không có tăng cơ, cho nên là khi mà chúng ta đưa pháo ra thì nhà chính nó sẽ target ngay, vào con pháo của mình, như vậy là rất phí, đúng không? Đó, như vậy là rất phí. Bây giờ là ba người chơi này cần phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, là ở góc độ là gì, một người làm tăng cơ thì hai anh còn lại sẽ dùng pháo để tấn công. Thì như mình tìm hiểu trước là Lady Kiner có pháo Lambo, Maddox cũng có pháo Lambo, anh em lưu ý nhé, 22 triệu ở server mình. Đó, 22 triệu ở server 12, cụ thể là anh em của DG là đều có pháo Lambo hết. Đấy, gần như là có pháo Lambo hết cả rồi. Đấy, cho nên là anh em build chuẩn thì vẫn có pháo Lambo rất sớm thôi nhé. Cũng may là anh em của server 12 là được hên từ cái sự kiện đổi tướng, đổi tượng, reset tượng của Spanner. Đấy, thì là nhiều anh em đã đầu tư tượng Spanner vào trong tượng của Antonia. Vậy là chúng ta đã có 22 triệu có Antonia đấy. Trọng Khang bắt đầu sử dụng pháo Lambo. Pháo Lambo đứng ở vị trí ở hàng sau như này thì cực kỳ thuận lợi. Đấy, pháo của Hauser liền lập tức đưa ra phát bắn vào pháo của Trọng Khang. Như mình đã đề cập ở trong hai cái clip trước là anh em khi đấu bay to bay là chúng ta cần phải triệt hạ pháo của đối phương.
nếu như không thì không thể chế đạ pháo của đối phương thì chúng ta phải chế đạ tăng cơ, làm sao là để chúng làm sao là để đối phương không có tăng cơ. Rồi bây giờ Hauser ra hơi lỗi, Hauser đưa ra nhưng mà không có đồng đội nào cover. Đó, ở đây thì chúng ta đánh 3 đánh 1 cho nên là chúng ta cần phải nhịp nhàng lần lượt nhá. Nếu như chúng ta không thể nhịp nhàng được thì quá phí. Đó, thì quá phí. Anh em có thể nhìn thấy pháo Lamo của Trọng Khang, chúng ta có vòng kiểm soát gọi là rất rất to ở đây, và hình như là Hauser cũng có pháo Lamo thì phải. Đó, giờ Lady Kinner cũng đã đưa pháo ra đứng sẵn. Pháo của Lady Kinner là 1.1 triệu, đang được chuyên sẵn. Thì mình khuyến khích anh em là trong quá trình bay to bay đánh như thế này thì mình lên vẫn là gì, đưa một pháo cảnh giới đấy. Chúng ta nhìn thấy bài của Hauser và bây giờ bắt đầu đấy, nhìn anh em nhìn Lady Kinner này dùng hát ra dụ, và sau đó là gì, Hauser pháo đứng sẵn. Ôi Hauser vào sớm quá rồi đấy, Hauser vào sớm quá làm cho Mad Dog cũng bị target sớm, là chúng ta lỡ mất một cái thời cơ, đúng không? Đó, một là Hauser đứng xa xa ra một chút nhá, Hauser đứng xa xa ra một chút đó, Hauser đứng xa xa một chút để SH nó còn bò chậm vào mà, chứ còn làm sao mà đánh sớm thế. Đó. Ô Lady Kinner vừa mới chạy ra đấy, anh em nhìn thấy không, nhà đang ở trong trạng thái tấn công mà anh em đưa pháo ra, đang trong trạng thái đồn trú, tức là lính ở trong nhà không có, nó chui vào trong hết cái chỗ nhà chính này rồi anh em này. Là nếu như anh em tấn công vào bất kỳ một đơn vị nào của đối phương thì nhà nó sẽ tự động target vào cái đơn vị mà phát động tấn công trước, do đó là chúng ta rất dễ bị ăn đam phản, gọi là ăn phản đam nhá, ăn phản đam. Rồi trong tình huống này thì có lẽ là chúng ta đang thấy sự khớp dần của ba người chơi. Đó, ba người chơi đang dần dần lấy lại cái gọi nhịp độ của trận đấu. Đó, chúng ta lên tận dụng hai, ví dụ hai chúng ta đầu đều có pháo Lamo hết cả, chúng ta lên tận dụng cái pháo Lamo của mình nhá, và tận dụng số lượng đông, mình là ba người, ba đánh một, các cụ bảo rồi ba đánh một không chột cũng que. Đó, mình cố gắng là mình đừng, mình làm đối phương chột thì mình cũng đừng có que nhá. Trong cuộc chiến này có lẽ là nếu như 3 đánh 1 mà Trọng Khang chỉ cần đánh bay được hai đối thủ là đã thành công rất lớn rồi, bởi vì là lực chiến của Trọng Khang mới chỉ là 37 triệu trong khi là tổng lực chiến của ba người chơi kia là hơn 60 triệu, gần 70 triệu, cho nên là nó khác nhau rất nhiều. Nếu như mà ba người chơi này chấp nhận gọi là chết quân đó, nếu như chấp nhận chết quân thì chúng ta sẽ có cái màn đổi quân rất là hợp lý. Ôi Hauser nhảy ra làm gì vậy đó, nhá. Rồi ở đây thì chúng ta cần bình tĩnh. Ví dụ như là Lady Kinner đang hồi hát, rồi Mad Dog cũng đang hồi hát, rồi Hauser cũng đang hát, của Hauser cũng đang phải được truyền lại, thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Trong cái tình huống chúng ta đang ngồi đợi này thì có lẽ là đợi Trọng Khang phát động tấn công, hoặc là đợi Trọng Khang hết trạng thái đồn trú nhá. Đây là cái trạng thái đồn trú, anh em nhìn thấy không có xe nào ở ngoài nhá, nhà của đối phương vẫn đang đỏ, thì chúng ta vẫn nên bình tĩnh, không chúng ta không nên phản công làm gì vội. Đấy, anh em nhớ phản công không? Khi mà chúng ta phản công là lập tức là nhà nó target vào xe ngay. Đấy, mà target như thế này thì xe tăng của chúng ta nó sẽ là bị, đấy anh em nhìn thấy không? Nó đó, cái đường đỏ nó chĩa, đấy đường đỏ nó chĩa đi mất đạo pháo rồi. Đó, nhá, chúng ta lên bình tĩnh co vào cho nhau. Đấy, đường đỏ nó lại tiếp tục như thế này. Thế là cực kỳ khó đánh. Nhá. Đó, nếu như trong tình huống này thì nếu như mà Hauser có pháo Lamo thì anh chỉ việc đưa pháo Lamo ra ngoài, nhớ là đưa ra ngoài, không được đừng gọi là đừng target vào bất kỳ đơn vị nào của Trọng Khang. Chúng ta đưa ra ngoài sau đó chúng ta lại nhảy vào nhớ, đưa ra ngoài ngoài đường ấy, chúng ta đưa ngoài đồng nhảy vào để đổi target, thay vì target vào SH thì chúng ta sẽ đổi target hên xui, chúng ta sẽ đổi target vào pháo đó, làm như thế sẽ làm chậm một nhịp của Trọng Khang, khi đó là Trọng Khang sẽ khó có khả năng đứng tăn lâu hơn. Ok đấy. Rồi bây giờ là tiếp tục đến lượt, đáng nhẽ như thế này chúng ta lên luân phiên. Đó, bây giờ vừa rồi là Hauser thì bây giờ là đến Lady Kinner, Mad Dog đã đưa pháo ra đứng sẵn. Đó, chỉ cần đợi gì Lady Kinner đưa chiếc hát của mình ra làm tăn. Đấy, chịu chấp nhận chết một đạo hát nhá, chịu chấp nhận chết một đạo hát để chúng ta có lấy lợi thế. Đấy. Đúng rồi, có lẽ là Mad Dog lên đứng pháo ở đây. Mad Dog lên đứng pháo ở đây để cover cho Lady Kinner chứ không lên đứng pháo ở góc này. Góc này thì nó hơi xa. Đấy, bởi vì như góc này thì chúng ta có thể công được nhưng mà không cover được cho đồng đội. Đấy, chúng ta lên đứng pháo ở góc này thì hay hơn đứng pháo ở đây. Có lẽ đứng pháo ở chỗ này thì tầm bắn có thể là nó đến. Ôi ôi, vào pháo sớm quá. Lady Kinner vào pháo sớm quá. Bởi vì xe tăng, chúng ta có xe tăng H đứng cạnh giới đấy rồi, chúng ta tại sao lại vào sớm như vậy? Đằng nào nếu như cả hai cùng nã đạn ở đây thì cả hai cùng dính đam, đúng không?
mục tiêu là mình phải thịt được pháo của Trọng Khang đấy, chỉ cần thịt được pháo hoặc là SH của Trọng Khang thôi là cái bài là cái bài 3v1 có lẽ là sẽ có lợi thế hơn rất nhiều rồi đấy. Đúng rồi, Hauser đứng ở đúng vị trí rồi nhá, kệ rồi, kệ Trọng Khang rồi, Trọng Khang đứng đây cũng được, mình công thôi, hoặc có khi đổi bài lại hay nhớ, bài đổi bài lại hay đấy, Trọng Khang bay à, Hauser bay nhà thì Trọng Khang cũng bay theo thì như thế có khi hay hơn đó. Rồi bây giờ đấy là một bài rất hay, phối hợp giữa ba người chơi dùng pháo lam mô đấy. Lady Killer đã đưa pháo ra rồi, chuẩn rồi đấy, chỉ cần rút một đạo pháo của Hauser vào thôi, còn lại pháo của Lady Killer và Mad Dog vẫn cứ tiếp tục lã đạn, lã nhanh lên. Đúng rồi, chuẩn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là Trọng Khang đã đưa pháo ra ngoài cho nên là lượng đam target vào con hát của Lady Killer không có nhiều, là hát của Lady Killer có thể trụ được thêm một đợt nữa. Rồi cố gắng lên, rồi chuẩn rồi đó. Rồi rút vào, Mad Dog rút vào ngay, rút pháo vào, may quá. Rồi may quá, Hauser thôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta lại phải delay, chúng ta lại phải delay khoảng độ 10 giây rồi làm chậm nhiệt độ lại trận đấu. Bởi vì sao? Là đối phương đang tụt máu rất nhanh, cho nên là đối phương nhiều khả năng nếu như tâm lý không vững thì sẽ bị rối, đúng không? Anh em biến đối phương vào thế rối là mình đã có 50% chiến thắng rồi. Đánh bay to bay là chúng ta phải thật sự bình tĩnh, đúng không? Nếu như chỉ cần rối một nhịp thôi là nhiều khả năng là chúng ta sẽ thua cả trận đó. Cho nên là Trọng Khang bây giờ cần phải cố gắng giữ bình tĩnh, đúng không? Đó, bây giờ là 3-1 thì rất khó để cho Trọng Khang có thể lật kèo, nhưng mà nếu như mà Trọng Khang có thể ăn được hai đối thủ thì là quá giỏi rồi, nhớ không? Đấy, chứ còn kèo 3-1 này thì mình không đánh giá cao về cái đội ba và đội ba người lắm, bởi vì là ba người này lực chiến cũng đã hơn 20 triệu và đều có pháo lam mô cả. Đấy, cho nên là việc là bây giờ của Trọng Khang là cực kỳ khó khăn, nhớ không? Đó, cực kỳ khó khăn và chưa kể đến là kẹp hai bên là bây giờ đang là 2-31 nhá. Đấy, đây là giống như tư thế kẹp xăm trong đế chế rồi, kẹp xăm như thế này mà trong đế chế thì có lẽ là cái nhà mà bị đứng ở kẹp xăm này là không thể lớn được. Đúng không anh em? Đó. À, trong hai clip trước mình đã có những trận gọi là bình luận về trận đấu để cho anh em nha. Hai trận đấu trước là thuộc khuôn khổ là gọi là event do mình đứng ra tổ chức. Còn cái trận đấu anh em đang theo dõi ở đây là do bốn anh em tự phát, đúng không? Do bốn anh em tự phát đang mùa không có việc gì làm ở máy chủ 12 thì bốn anh em tự hẹn kèo và tự hẹn kèo đấu, bắt kèo đấu và hẹn với nhau. Bây giờ là đến lượt Mad Dog đã đưa con hát của mình ra, hát của Mad Dog tụt rất nhanh. Hát của Mad Dog mới cấp 10, mới bậc 10 thôi. Ôi mình nhìn thấy một pha pháo của Trọng Khang chuyển target từ pháo của Mad Dog sang Lady Killer và lổ ngay một đạo pháo của vào Lady Killer, lổ ngay một đạo kin, một pha điều quân rất hay đến từ Trọng Khang nhé. Pháo của Trọng Khang là 3,5 triệu, bây giờ là đến lượt Trọng Khang công nhà. Nếu như ba đối thủ 3-1, nếu như ba người chơi không duy trì được nhịp độ tấn công thì khả năng là nhà của Hauser sẽ bị bay sớm thôi. Trọng Khang để ý đến pháo của Trọng Khang đang bị đánh kia. Mad Dog đưa quân ra hơi sớm, Mad Dog đưa quân ra hơi sớm, tại sao không để Lady Killer đang có nhiều hát hơn để đưa ra? Đó. Đến thời điểm hiện tại đi, đến thời điểm này thì mình có lẽ mình không biết bình luận kiểu gì luôn. Anh em, nếu như mà Hauser đang thủ nhà thì có lẽ rằng là Hauser lên đưa hát ra để làm target cho hai đồng đội còn lại là Lady Killer vã vào nhà của Trọng Khang thì có lẽ là hay hơn là ngồi đợi để cho rỉa được con máu của con SH nhé. Mà hình như là Trọng Khang chấp một pháo thì phải, Trọng Khang chấp một đơn vị thì phải. Như thế này thì thiệt cho Trọng Khang quá, đã lực chiến đã không hơn nhiều nhưng mà lại phải chấp một đơn vị, bởi vì mình nhìn thấy chỉ có 4 vạch. Như anh em nhìn thấy là 4 vạch ở đây, và cái nhà và cái trại lính của nhà số 3 không thấy chuyên lính không thấy chạy ra. Mad Dog ra hơi sớm, một tên đi ra sớm và đã phải nhận lại cái kết đắng là có lẽ rằng là đi ngay cả đạo hát mà chưa làm được gì nhiều. Đó, và kèm theo là đạo pháo của Lady Killer và đồng nghĩa với việc tiếp theo là đạo xe của Hauser. Mình nhìn thấy ở đây là xe tăng hát của ba người chơi này đều là bậc 10. Tại sao nếu như chúng ta đã bắt kèo như thế này mà ba người chơi không thống nhất với nhau là một người sẽ được phân làm tăng cơ
đẩy con hát của chúng ta lên tối đa có thể, đúng không? Ít nhất phải bậc 11, chứ bậc 10 như thế này thì tăng nhà làm sao được. Đấy. Chứ bậc hát mà bậc 10 thì khả năng là hơi khoai. Hiểu không? Đấy, thì chúng ta nên là gì à, đưa một cái đơn vị hát, tức là một nhà, một trong ba nhà lên, là đưa một cái đơn vị hát của ta lên tối đa có thể. Còn pháo có thể có cũng được hoặc không có cũng được, mục tiêu của cái nhà đó chỉ làm nhiệm vụ làm tăng cơ, đứng đằng sau để đam yêu lơ là pháo, đúng không? Pháo là AD, đúng không? Trong các game gọi là Liên Minh Huyền Thoại hoặc Dota anh em hay gọi là AD, tức là một người chơi chuyên về đam yêu lơ, thì chúng ta lên phân vai. Đấy, thì nó sẽ nhàn hơn nhá. Bây giờ tiếp tục là Lady Killer tiếp tục ra. Đó, Lady Killer ra làm tăng rồi, rút hát lại, đúng rồi. Bây giờ là pháo của Hauser đâu? Pháo của Hauser ra hơi chậm. Là pháo của Hauser đã ra nhưng lại phải đi lại phải di chuyển mất một ô, nhịp hơi chậm. Nếu như trong tình huống này thì Hauser lên đưa một con pháo đứng ở góc này, đúng không? Lên đưa một con pháo đứng cảnh giới ở đây, hoặc thậm chí hoặc cảnh giới ở đây thôi để hút target của Trọng Khang, để hút target Trọng Khang, hoặc là Mad Dog lên gọi là lên đưa pháo Lambo của mình sang góc này. Đó, lên đưa pháo Lambo của mình sang góc này thì có lẽ là hợp lý hơn, vì pháo Lambo nó sẽ 1 2 3 4 5 đấy. Thì là hát của Trọng Khang chạy ra thì vẫn vào thuộc tầm target. Đấy, không biết là Mad Dog đã thử cho pháo đứng ở đây chưa. Pháo Lambo của Mad Dog có khi chỉ cần cảnh giới thôi. Đấy, đưa ra đứng ở vị trí ở đây, đưa ra đứng ở vị trí ở đây đứng cảnh giới thôi. Nhá, đứng cảnh giới để gọi là dọa hát của Trọng Khang thôi, để lùa hát Trọng Khang sang đánh của nhà Hauser là thắng rồi. Trong khi Mad Dog đưa hẳn một con pháo 4 ô ở đây, đứng ở đây thôi cũng được. Pháo 4 ô cũng được, chỉ chờ đợi là Lady Killer đưa tăng hát ra thì chúng ta sẽ dùng pháo 4 ô để chúng ta đánh. Đó, hoặc là đưa pháo 4 ô ra đây là mồi nhử. Một là mồi nhử là để làm gì? Để giảm tải cho Hauser, nhá. Để khiến cho Hauser bớt gánh nặng, bớt gọi là sự tập trung của Trọng Khang và Hauser, chúng ta lên lôi kéo Trọng Khang sang mặt trận phía bên tay trái. Đó, chứ nếu như mà để Trọng Khang target tiếp vào Hauser, đấy anh em nhìn thấy không? Cứ như thế này thôi, chúng ta cứ gọi là dụ. Đấy, thế tại sao là Mad Dog không đưa pháo ra chỗ này? Đấy. Biết đâu được đấy Trọng Khang lại vào bẫy. Bởi vì mình hình dung là đánh 3 đánh 1 này chúng ta không có sự liên lạc thì chúng ta phải hiểu nhau và phải ăn ý với nhau thôi. Chứ nếu như chúng ta không hiểu nhau thì khả năng là toang là rất lớn. Đúng không? Nếu như chúng ta đánh ăn ý thì thiệt hại nó sẽ giảm đi rất nhiều. Đấy. Rồi bây giờ là đến lượt Mad Dog. Mad Dog ra làm tăng cơ nhưng mà Mad Dog xe của anh chỉ 1,5 triệu. Trong khi pháo target hơi sớm, đường đỏ target vào pháo rồi. Đi đạo pháo của Mad Dog rồi, Mad Dog hơi già, lại tiếp tục của Hauser. Cái pha combat này mình nhìn thấy xảy ra 2 đến 3 lần trong cái trận đấu này. Anh em có nhìn thấy là sự phối hợp của ba người chơi chưa được ăn ý. Mad Dog bây giờ nhảy ra, đúng rồi. Thế còn Lady Killer, chuẩn rồi, Lady Killer đâu, pháo nữa của Lady Killer đâu, pháo 4 ô đâu, cho hết ra. Ôi rồi, Hauser đưa tăng của liên minh hát ra góc này làm gì đây, định đổi nhà sao? Một pha đổi nhà, có lẽ là đây là một pha đổi nhà hơi lác rồi. Xin lỗi anh em là trận đấu khi mà diễn ra ở ngoài đồng như thế này, anh em đưa hết quân ra như này thì máy mình lác quá. Hauser đã chết hết sạch quân rồi, mà Hauser chết hết sạch pháo, đang định đổi nhà, một pha đổi nhà đến từ ba người chơi. Mục tiêu đổi nhà ở đây là đổi Hauser để lấy Trọng Khang, đúng không? Trọng Khang hình như cũng chỉ còn vẫn còn nguyên hai đạo trong nhà. Tình huống này nếu như chúng ta không có sự cover đến từ Lady Killer và Mad Dog thì Hauser sẽ phải bay nhà sớm thôi. Căng rồi. Đến thời điểm này căng rồi thôi. Xin chúc mừng Trọng Khang đã có một pha công nhà rất lớn, tận dụng được lợi thế rất lớn để đánh bay nhà của Hauser. Khi nhìn thấy nhà của Hauser đã không còn một đạo pháo nào, đã không còn một chiếc xe tăng nào, và đang trong quá trình huấn luyện lại lính, thì đấy là cái thời cơ rất tốt để cho chúng ta có thể phản công. Đây là một cái góc nhìn rất tốt đến từ người chơi Trọng Khang. Trọng Khang đã tận dụng thời cơ rất tốt để đánh bay được nhà của một người chơi. Bây giờ bài chuyển về bài 2 vs 1, cuộc chiến đang rất hay, máu của Trọng Khang không còn nhiều, liệu anh có thể cầm cự được để đẩy bay Mad Dog không?
nếu như đẩy bay được Maddox thì là một thành công rất lớn đối với Trọng Khang. Cuộc chiến này là mục tiêu đặt ra là đánh bay được hai nhà, và nếu như đánh bay được ba nhà thì đúng là kỹ năng BK của Trọng Khang quá khủng. Anh em có thể nhìn thấy ở đây rất ít người chơi có thể làm được cái điều một gọi là 3 vs 1 mà vẫn còn bảo toàn được cái nhà của mình nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem hai người chơi còn lại là Lady Kinner và Maddox sẽ xử lý như thế nào đối với Trọng Khang còn dính còn một khúc máu như thế này. Bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo, không rõ là cuộc chiến có còn diễn ra tiếp không hay là dừng lại tại đây. Đấy, anh em khi mà chúng ta đánh bay to bay, chúng ta lưu ý một cái vấn đề là chúng ta phải nhìn cái vạch chuyên quân của nhà đối phương. Mình nhìn, anh em nhìn thấy không, vạch chuyên lính ở nhà đối phương này là sẽ giúp chúng ta nắm bắt được là đối phương còn bao nhiêu đơn vị ở trong nhà. Đó, chúng ta nhìn cái vạch vàng vàng ấy đó, nếu như chúng ta nhìn thấy vạch vàng vàng của đối phương, của các đơn vị đối phương nó còn chuyển về đỏ thì có nghĩa rằng là đối phương đang không còn nhiều lính, đang không còn nhiều xe đó, thì lúc đó là cái thời điểm tốt nhất để mình có thể tiến hành công nhà. Đấy, bây giờ sẽ là một pha công tiếp theo của Trọng Khang đối với Maddox đúng như mình dự đoán. Bây giờ còn Lady Kinner thì sao, liệu có một pha công nhà của Trọng Khang hay không? Đúng rồi, phải công nhà để lôi Trọng Khang vào, để lôi Trọng Khang về giảm tải cho Maddox. Một pha chết pháo, giờ là đến một con xe tăng H. Ôi rồi ôi, hai pha đi lỗi đến từ Lady Kinner và Maddox. Mình hình dung là anh em hình dung là đánh mà càng đông, tức là 3 vs 1 hoặc là 4 vs 2 đi chẳng hạn, đánh càng đông nếu như chúng ta không hiểu ý thì nhiều khi gọi là bóp ngược đồng đội, bởi vì nhà của đối phương đang ở trong trạng thái đồn trú, nếu như chúng ta cứ le ve, chúng ta nhấn kích một cái thôi là lập tức là các đơn vị của đối phương nó sẽ chuyển mục tiêu ngắm bắn, và như thế là sẽ mất thời cơ chiến đấu của bên mình. Sao lại có một cái người chơi nào chui lên ở đây, pháo của Lady Kinner lại bắn cái gì ở trên nhá. Rồi bây giờ tiếp tục là đến Trọng Khang target vào nhà của Lady Kinner. Anh em nhìn thấy vạch đỏ của Lady Kinner chưa, tức là hai pháo của Lady Kinner đang phải chuyên lại, đang không còn, nhớ không, đang không còn thì Trọng Khang sẽ chuyển target từ Maddox sang Lady Kinner để anh có thể công nhà dễ hơn, bởi vì là bên Lady Kinner đang chuyên lại ba đạo quân, tức là hỏa lực của Lady Kinner không có nhiều, nó đến chỉ đến từ hai con, gọi là hai con tắc để ở nhà thôi. Đấy, thì lúc đó là chúng ta là lên tận dụng cái thời cơ này để chúng ta có thể tấn công gọi là đánh bài ngửa đối với Lady Kinner một cái bài tấp tay, thì liệu rằng là có thể ăn được ngay không nhá. Bài của Lady Kinner này là 3 pack đã chuyển sang vẫn thế thôi, 2 pack thôi đó, vẫn 2 pack thôi. Rồi pháo của Trọng Khang đã được đưa ra cảnh giới. Có lẽ là trong tình huống này Trọng Khang không cần phải dùng pháo 5 ô trong cái việc là đốt nhà của Maddox, mà cứ để pháo 5 ô đứng hẳn chỗ này này. Đấy, theo mình mà nếu mà đẹp nhất đứng hẳn chỗ này làm cảnh giới, đứng cảnh giới thôi. Sau đó là đưa hát ra và đưa con pháo 4 ô ra bắn, pháo 4 ô chỉ cần đứng ở đây thôi là đẹp rồi, bởi vì nhà của hai bên Trọng Khang và Maddox đang đứng sát rất rất gần nhau. Thì chúng ta nên để một con pháo làm cảnh giới, đúng không? Từ một pháo cảnh giới thì chúng ta sẽ có khả năng là kiểm soát được trận đấu nó dễ dàng hơn nhá. Kiểm soát được trận đấu dễ dàng hơn. Ở đây thì mình thấy đang có một sự delay khá lớn đến từ ba người chơi này, không rõ là cuộc chiến này có còn diễn ra không. Mình chưa thấy có sự dừng lại đến từ ba người chơi, nhưng mà Trọng Khang thì từ khi đánh bay được Hauser thì chỉ đưa ra và đưa xe tăng ra, lại đưa xe tăng vào, không rõ là anh còn chơi không. Đấy, đúng rồi, Trọng Khang đưa pháo ở đây, nhưng mà pháo này phải làm nhiệm vụ cảnh giới, chứ còn pháo này mà bắn nhà thì nhiều khi là chúng ta, đấy đúng rồi, chuẩn rồi. Lady Kinner vừa mới ra kích hoạt trạng thái chiến đấu nhà của Trọng Khang,
thì Maddox lại đưa pháo ra thì cái target đấy, Trọng Khang đấy, đấy anh em nhìn thấy cái điểm target ở ở nhà Trọng Khang vào pháo không? Đó, thì chúng ta chỉ cần nhảy ra chúng ta bắn một cái thôi là nhiều khả năng cái nhà này nó sẽ target vào đạo pháo của chúng ta. Mà nếu như mà đối phương để sĩ quan thủ nhà là sĩ quan mà được đầu tư chẳng hạn như Percy chẳng hạn, thì nó vả ngược lại cái, thì có khi đạo pháo của anh em mà không được đầu tư cẩn thận là bay cả đạo pháo, đúng không? Mà đã bay cả đạo pháo như thế thì là thua thiệt rất lớn trong quá trình mà chúng ta bay to bay. Đó. Mà nếu như anh em dắt pháo ra mà anh em chưa kịp bắn, anh em lại rút vào thì nó rất mất thời gian, bởi vì nó nhỡ cái nhịp thời cơ của mình. Còn một khi anh em đã xác định nhảy ra thì chúng ta nên tính toán rút lại những cái đơn vị pháo nào mà bị nhà của đối phương target nhé. Đây mình sẽ xem Lady Killer được target này, sau đó mới đến pháo, điều chỉnh pháo này. Đấy, Trọng Khang đưa pháo ra bắn hơi sớm. Trọng Khang đưa rồi, bây giờ Trọng Khang có thể rút pháo vào để đấu với pháo của Lady Killer. Rồi Lady Killer rút pháo rất nhanh. Đó, có thể anh đã quan sát được trận chiến là nhìn thấy Trọng Khang đang rút quân cái thì lập tức là rút pháo lại ngay. Cuộc chiến bây giờ có lẽ là hai đối thủ Lady Killer và Maddox không gọi là không cần phải vội vàng. Chúng ta không cần phải vội vàng làm gì cả, chúng ta cứ chuẩn bị kỹ lực lượng, một bên thủ và một bên công. Đó, một người chơi thủ, một người chơi công nhá. Đấy, Maddox đưa xe tăng ra đứng ở đây có lẽ là hơi lỗi. Tại sao anh không đưa xe tăng đứng ở chỗ này, sau đó chạy lên? Đó, thì nó sẽ không mất một quãng đường chạy vòng. Chứ anh đứng ở, chứ anh cho xe đứng ở góc này. Đấy, đứng ở góc này thì khả năng là nó sẽ phải chạy vòng ra đây thì cái quá trình chạy vòng như vậy thì nó đã chết rất lớn, chết rất nhiều rồi. Đấy. Mà tại sao cả hai người chơi không, Lady Killer và Maddox không đưa pháo? Ui rồi, sớm quá. Không đưa pháo ra đứng ở góc này nhỉ? Hai anh em đứng ở góc này cover cho nhau. Một người làm cảnh giới, đưa hết pháo ra làm cảnh giới cũng được. Đấy, pháo 4 ô thì đứng ở góc này. Đấy, pháo 4 ô thì đứng ở đây. Đấy, còn pháo 5 ô đứng ở đây. Pháo 4 ô không làm gì cả, đứng cảnh giới thôi. Đấy, hai người chơi làm đưa đạo pháo ra đây, bố trí trận pháo ở đây. Mình là hai người cơ mà. Ôi giời ơi, pháo Trọng Khang. Đó, làm một quả pháo. Nha. Mình có hai người mà tại sao mình không đưa một pháo ra, kể cả pháo của mình có 1 triệu thôi, mình đưa ra cũng được rồi. Rồi bây giờ sẽ là một pha phản công đến từ Trọng Khang đối với Lady Killer. Trọng Khang đưa pháo lăm ô ra hơi sớm, pháo lăm ô chưa kịp bắn đã lại rút vào rồi, đúng không? Trong khi rút vào chưa kịp làm gì thì SH vẫn đang tăng phí mất, chúng ta phí mất 4 giây tiếp theo, lại chưa kịp bắn đã lại rút vào rồi. Ui, anh em nhìn thấy đam lổ không? Đam lổ kinh nhỉ. Đam pháo của Lady Killer lổ vào SH. Kinh, gọi là quá kinh. Anh em chúng ta lưu ý là giai đoạn về sau, càng về sau có lẽ là bắn SH thì chúng ta chỉ dùng vào kỹ năng đam của sĩ quan, đến từ đam của sĩ quan là chính, chứ còn hy vọng mà đam từ pháo thì để giết được SH thì nó rất là khó, đúng không? Thì thay vào đó là nhiều người chơi chúng ta lựa chọn về đam của kỹ năng, tức là chúng ta đợi nổ đam từ sĩ quan thì chúng ta sẽ target vào SH, thì như vậy chúng ta sẽ gây được một cái lượng sát thương lớn hơn. Trọng Khang bây giờ là full thủ hộ, vẫn là full thủ hộ 3.1 triệu. Vấn đề ở đây là hai bên đang tìm vị trí đứng làm sao cho hợp lý. Rồi Lady Killer đã target vào nhà chính, tại sao lại nhảy pháo vào rồi? Ui, hai bên mình vẫn chưa thấy một sự liên lạc hợp lý giữa người chơi Maddox và Lady Killer. Nếu như hai bạn này mà có sự phối hợp nó nhịp nhàng hơn một chút thì có lẽ rằng là chúng ta có thể kết thúc sớm được trận đấu này. Đấy, bây giờ Trọng Khang vẫn lại đưa pháo hơi sớm. Trọng Khang đưa pháo hơi sớm rồi. Đấy, dẫn đến là khi chúng ta đưa pháo như vậy thì Lady Killer cũng lại đưa pháo sớm rồi. Tại sao lại
tại sao lại chạy chạy con hát về phía của pháo nhỉ? Chạy quãng đường xa như vậy, tại sao không chạy về phía cái điểm hát quạ kia? Rồi một pha đưa pháo ra của Maddox, Maddox gần như là chết cái đạo pháo đấy thì phải. Căng rồi, nếu như mà cứ tiếp diễn tình trạng này, hình như là Maddox chết chết hát rồi thì phải. Đạo hát của Maddox hình như là không còn. Đó, đạo hát thì không còn. Rồi bây giờ là đến lượt. Rồi bây giờ mình mới thấy hình như trên lại, hình như đạo hát của Maddox là không còn. Lúc đấy là không còn. Đó thì Trọng Khang mới chơi già dơ. Bây giờ Trọng Khang đã đỏ máu. À đấy, hát đấy. À thế vậy đạo kia chết là đạo pháo anh em ạ. Đấy, pháo còn 139k. Thôi cho chết pháo 139k cũng được anh em ạ. Rồi Maddox lên rút quân, rút sớm, rút hết cả pháo này thì hơi toang. Đó, có lẽ là chúng ta nên gọi là lên để ý xem là cái đường đỏ nó target vào pháo nào thì chúng ta rút pháo đó vào trong nhà thôi, chúng ta đừng rút hết như vậy. Bởi vì pháo nó còn phải cần thời gian nạp đạn, chúng ta đang nạp đạn được còn 2 giây, còn 1 giây anh em lại rút vào nhà nó chưa kịp bắn, nó rất là phí. Đấy, phí ở đây là phí công, phí cái lượng mà xe tăng hát nó phải chịu đam để cho pháo, bởi vì xe tăng hát chúng ta nó rất yếu, nó không thể trụ được lâu mà nó sẽ tốn rất nhiều quân nếu như anh em cứ để nó bị rỉa như vậy mà không đam được tí nào vào nhà của đối phương thì nó rất phí nhá. Rồi đấu pháo thì có lẽ là Lady Kinder không thể ăn được pháo 1.9.000, đối với pháo 3.5 triệu thì nó là một cái kèo gì đó quá căng. Đấy. Đứng im pháo vào trong khang lên, đứng im, ôi lại vào nhà rồi, phí quá. Đứng im quả đấy thì có phải nổ được quả đam vào hát không? Đúng không? Mình nên hy sinh 1-2 đạo, mình lên hy sinh 1-2 con pháo để đổi lại với khoảng độ 5-7 con hát của đối phương thì cũng đáng mà. Rồi bình tĩnh, pha này cần bình tĩnh thôi. Rồi đúng rồi, Trọng Khang bắt đầu tỉa pháo tỉa. Rồi Maddox đưa ra cái là dính chưởng ngay. Bởi vì sao? Bởi vì Lady Kinder vừa kích hoạt trạng thái chiến đấu của Trọng Khang. Đấy, có lẽ nếu như Maddox mà muốn tỉa thì phải đứng ở góc dưới cánh dưới này, chứ đứng ở ngay đây tỉa là thường ăn phản đam ngay. Đấy, anh em nhìn thấy đường đỏ chưa? Rồi Trọng Khang rút pháo vào nhà ngay, chuẩn rồi, chuẩn bài. Pháo đã vào nhà thì SH tăng lấy lại một pha đưa pháo lỗi của Maddox. Maddox hầu như chết hai đạo pháo rồi. Trọng Khang định chơi chết hết đạo SH của mình thì sao? À, một pha có lẽ là anh biết rằng là không thể câu kéo được thêm nữa, cho nên là cố gắng rỉa máu nhà của đối phương càng nhiều càng tốt, đúng không? Rồi Wano, một tràng pháo tay đến từ Trọng Khang. Anh đã chiến đấu rất ngoan cường để có thể là trụ được 3-1 trong tình huống này. Ba người chơi là Lady Kinder, Maddox và Hauser đã phải rất vất vả mới có thể tiêu diệt được Trọng Khang với lực chiến 37 triệu. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi trận bình luận ngày hôm nay, 3-1, một cuộc đấu gọi là cái kèo này gọi là bị chênh lệch quá lớn. Ba người chơi là trên là gần 25 triệu, trong khi bên còn lại một người chỉ là 37 triệu. Rồi 37 triệu trong khi lại chấp một con pháo, tức là chỉ chơi 4 đạo thôi nhá. Rồi có lẽ là cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình. Rồi nếu như anh em cảm thấy hay thì xin anh em một like và share và subscribe. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video clip lần sau. Goodbye.